Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Kung Fu Panda là một series không còn xa lạ với chúng ta. Những bài học và ý nghĩa của series này về việc chấp nhận bản thân cũng là điều mà chúng ta đều đã nắm rõ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, series còn lồng ghép được một yếu tố vô cùng thú vị, đó chính là cách giáo dục con của phụ huynh châu Á. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận sâu hơn về chủ đề này nhé. Let's go! Trong phim Kung Fu Panda, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết rằng Tai Lung là phản diện chính của bộ phim này. Tuy nhiên, nếu như các cậu để ý, thì phim còn có một phản diện phụ gây khó khăn cho chặng đường phát triển của cô, chính là sư phụ Shifu. Bởi lẽ khi mục đích cuối cùng của ông là huấn luyện nên Thần Long Đại Hiệp, thì vị sư thầy này lại chính là người gây khó khăn cho cô trên con đường đó nhất. Thậm chí vì mục tiêu đó mà ông đã gây dựng nên ba nhân vật với những con đường phát triển đặc biệt. Và dựa trên ba nhân vật đó lẫn vị sư thầy này, chúng ta có thể nhận diện nên một vị phụ huynh châu Á điển hình với ba dạng con cái riêng biệt, với những đặc điểm vô cùng khác nhau đến mức đau lòng. Là đứa con đầu tiên mà Shifu nhận nuôi và cũng là người học trò mạnh nhất của ông, Tai Lung chính là một đứa con cả hoàn hảo mà mọi gia đình châu Á đều khát khao. Theo miêu tả của Tigress, ban đầu Shifu nuôi nấng Tai Lung vì tình thương đơn thuần, nhưng khi nhận ra Tai Lung có tài võ thuật, ông đã tập trung giáo dục cho cậu. Nghe thì có vẻ câu chuyện này thật ấm áp, thế nhưng nó lại có một mặt tối đau lòng. Đó là sau khi giáo dục Tai Lung, Shifu đã dần không nuôi nấng cậu bé vì chính bản thân cậu nữa. Ông bắt đầu đặt những kỳ vọng và mục tiêu cho cậu, vốn dĩ đã là những mục tiêu của bản thân ông, thay vì điều mà đứa con của ông hướng đến. Khi võ thuật đáng ra phải được dạy để trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ chính mình và mọi người, thì Shifu lại hướng Tai Lung đến mục tiêu trở thành Thần Long Đại Hiệp, một cái danh mà chính ông cũng không hiểu được ý nghĩa. Và khi ông xem Tai Lung là điều giúp cho ông thực hiện mục tiêu của mình, ông bắt đầu không quan tâm đến việc chồng người cho đứa con của mình nữa. Shifu bắt đầu bẻ gãy con người Tai Lung về mặt tinh thần lẫn vật chất, thông qua những lời nói rằng cậu chính là Thần Long Đại Hiệp, chứ không hề là một ai khác, và củng cố điều đó bằng những năm tháng tập luyện đến gãy xương. Dần dần, Shifu vô tình xóa nhòa chính nhân dạng mà Tai Lung nhìn nhận ở chính mình, khiến cậu bị lấp đầy bởi khát khao trở thành Thần Long Đại Hiệp. Chính vì vậy, khi bị Always khước từ, Tai Lung như bị tước đi chính nhân dạng duy nhất mà cậu có, dẫn đến việc nhân vật này phát điên, đổ sự tức giận của mình lên người khác và làm mọi cách để chiếm được Thần Long bí kíp. Việc Tai Lung tấn công cả người phụ thân và không thể chấp nhận lời xin lỗi của ông cũng chính là sự tức giận bị dồn nén suốt hàng chục năm của hắn. Đó là bởi con người hắn lúc này chính là do Shifu trồng nên. Chính Shifu đã cắt bỏ đi những khả năng phát triển khác của hắn. Và những năm tháng ấy không thể nào quay trở lại, hay Tai Lung giờ đây có thể tìm thấy một mục tiêu mới để thay đổi được nữa. Ngay khi phân đoạn nhận được cuốn bí kíp, Tai Lung đã nói rằng nó không hề có gì cả. Bởi khi cuốn bí kíp mang ý nghĩa rằng người xem được nó vốn đã đủ để trở thành một Thần Long Đại Hiệp rồi, thì Tai Lung chẳng nhìn thấy gì ở bản thân cả. Hay nói cách khác, hắn không xem bản thân là bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai, bởi nhân dạng của hắn đã bị khát vọng của Shifu lẫn sự tự ti về bản thân xóa sạch mất rồi. Vì vậy, Tai Lung một lần nữa trút sự tức giận của mình lên người khác, và điều đó đã dẫn đến kết thúc của hắn. Sau khi nhận nuôi Tai Lung, Tigress có thể được xem là đứa con thứ hai của Shifu khi ông đã nhận nuôi và dạy dỗ cô từ nhỏ, và chính cô cũng xem Shifu như phụ thân của mình. Tuy nhiên, cô được nhận nuôi sau khi Tai Lung đã vào tù và gần như được giáo dục để trở thành một người thay thế Tai Lung, trở thành Thần Long Đại Hiệp, để cho Shifu có thể sửa chữa lỗi sai của mình. Chính vì suy nghĩ đó đã ảnh hưởng đến cách mà Shifu nuôi nấng cô, khiến cho Tigress trở thành hình tượng người con thứ và cũng là cái bóng của đứa con vàng trong một gia đình. Cái bóng con có thể hiểu là đứa con bị che mờ bởi hào quang của đứa con vàng trong gia đình. Đó là đứa trẻ với tài năng không nổi trội bằng, không được chú ý bằng và cũng không được yêu thương bằng. Vì vậy, những đứa con này thường có xu hướng cố gắng hơn trong việc thể hiện mình lẫn tách biệt với người anh chị của mình. Như việc Tigress có nhiều thời gian tập luyện một mình hơn, thông qua lời bộc bạch rằng cô ấy đã đấm vào cây bạch dương trong 20 năm để tự rèn luyện sự cứng rắn của chính mình, thay vì bị thầy Shifu ép buộc như Tai Lung. Thay vì có xu hướng đổ lỗi như đứa con vàng, thì đứa con thứ này có xu hướng hiểu chuyện hơn và mong cầu sự nhìn nhận của cha mẹ hơn. Vì thế, khác hẳn với Tai Lung, Tigress luôn là người quan sát Shifu và hiểu cho tâm tình của ông nhất. Bên cạnh đó, cô cũng là người có xu hướng ghét bỏ những người khiến cho Shifu phải phiền lòng, nhưng cũng luôn là người hiểu chuyện, tinh ý và dễ mở lòng quan tâm người khác nhất trong ngũ đại hào kiệt. Tigress trong 3 phần phim Kung Fu Panda đã phát triển từ người thẳng thắn chối bỏ phu nhất trở thành tỷ tỷ quan tâm và trân trọng chú gấu trúc nhất, khi cả hai đều có những nỗi đau về vấn đề gia đình. Điều giúp cho Tigress may mắn hơn hình tượng của đứa con trong cái bóng là cô có những người bên cạnh hiểu cho mình. Vì dù có những nỗi đau về thiếu vắng tình thương, Tigress không chỉ có một mình mà còn có những người khác để san sẻ, để rồi có thể trở thành người được quan tâm và tin tưởng.
Trong cả hai trường hợp, những người phụ huynh vẫn sẽ có xu hướng tự tin vào đứa con của mình cho đến khi chúng trở nên nổi loạn. Khi đó, những bậc phụ huynh đều không hề nhận ra rằng mình đã sai cho đến khi quá trễ để hai bên có thể sửa chữa. Dẫn đến việc không ít người lớn vẫn có xu hướng đổ lỗi lên những đứa con khước từ đi tình yêu của mình thay vì là nhìn nhận khuyết điểm của bản thân. Cũng giống như Shifu không thể nhận diện được lỗi sai của mình sau khi giáo dưỡng cả Tai Lung và Tai Chris vậy. Vậy nên không quá khó hiểu về sự thất vọng của ông khi cả hai đều không được trở thành thần long đại hiệp mà là Po, một con gấu trúc từ trên trời rơi xuống theo cả nghĩa bóng, nghĩa đen. Dù con có làm thế nào, hạt đào rồi cũng sẽ trở thành một cây đào. Dù con có muốn nó trở thành cây táo hoặc cây cam thì nó vẫn sẽ trở thành một cây đào. Đó là lời của Owei khi bàn về việc dưỡng dạy học trò của Shifu, và nó cũng đã ám chỉ cách mà Shifu nhìn nhận và huấn luyện Po, một người học trò mà ông chưa từng mong muốn. Po mập ú, hậu động, đụng đau hư đó hoàn toàn trái ngược với Tai Lung và Tai Chris. Hay nói cách khác, hắn trái ngược hẳn với những mong muốn của Shifu ở một người học trò. Vì thế, Po có vai trò như một người con út và là con cừu đen của gia đình. Trong văn hóa phương Tây, thuật ngữ con cừu đen dùng để ám chỉ những cá nhân tụt hậu, kém giá trị và thường là con sâu làm dầu nồi canh cho một tập thể. Và trong một gia đình, thuật ngữ này thường dùng để ám chỉ những người con không vừa ý cha mẹ. Chúng có thể học không giỏi như những người anh chị, hay không tài năng bằng, không xinh đẹp bằng. Nhưng vấn đề là, đó không phải là lỗi của đứa trẻ, và đó cũng không phải lỗi của những người phụ huynh. Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên khi một đứa con không sinh ra đúng với những mong mỏi của những bậc cha mẹ, và điều gì tốt hay xấu về tài năng hay cá tính đều là do cách mà mỗi người áp đặt vào chúng. Nhưng với những người phụ huynh yêu cầu quá xa vời cho con cái thì tình thương vốn dĩ sẽ trở thành nỗi giày vò cho cả hai bên. Và khi cha mẹ cứ mắng nhiếc con cái, những người con sẽ thay vì giận dỗi cha mẹ mình quay sang ghét bỏ bản thân vì không thể làm vừa lòng những người mà nó yêu quý. Cũng như trong phim, sau những trận đòn và mắng mỏ của Shifu thì sự tôn trọng cho thầy và môn phái của Po vẫn còn đó. Duy chỉ có sự ghét bỏ chính mình, so sánh bản thân với người khác và mong muốn trở thành ai đó không phải bản thân nữa mà thôi. Việc mất đi người chỉ đường cho mình là Owei khiến cho Shifu không thể trông chờ vào một con đường khác mà phải nhìn nhận lại khó khăn của bản thân và cả cách giáo dục của chính mình. Lần đầu tiên, Shifu nhận ra mình không biết gì để giáo dục cho Po cả, rằng ông đang phải ép một người vào góc nhìn của mình mà không biết gì về họ. Điều này bắt buộc ông phải ngồi xuống và học cách thỏa hiệp, học hỏi, tin tưởng Po để có thể tìm ra cách giáo dục mà cả ông lẫn Po đều cảm thấy phù hợp và ăn ý. Đồng thời trên con đường đó, những phẩm chất và ưu điểm cá nhân của Po đều được thể hiện và được chấp nhận bởi người mà cậu tôn trọng, giúp cho cậu có cái nhìn rộng mở và dần chấp nhận chính mình hơn. Vì thế, Po không cần thần long bí kíp để có thể trở thành thần long đại hiệp. Rằng cậu được nhìn nhận, bí kíp là để mỗi người nhìn nhận những ưu lẫn khuyết điểm của bản thân. Từ đó cậu mới chấp nhận chính mình và mọi thứ một cách đa chiều và để có thể tĩnh tâm. Đồng thời, Shifu cũng đã vượt qua ảo giác về sự kiểm soát của mình, rằng trong cuộc sống, việc không như chúng ta mong chờ là điều tất yếu. Những người học trò hay những đứa con không phải những món đồ mà những bậc cha mẹ có thể nặn nên hình thù hay tính cách. Việc của những người cha người mẹ là phải học chính cách chấp nhận sự khác biệt của những đứa con của mình rồi tin tưởng vào sự phát triển của chúng. Từ đó hai bên học hỏi lẫn nhau, cùng nhau thay đổi và hướng đến một phương pháp giáo dục phù hợp nhất cho những đứa con và cả những bậc phụ huynh. Đó không phải là một điều dễ dàng, nhưng lại chính là hiệp ước bắt buộc giữa những người muốn làm cha mẹ. Bởi những người phụ huynh có thể làm cha mẹ lần đầu, nhưng ai có thể trở thành những đứa trẻ lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời, phải không nào? Và đó là cách mà chúng tớ nhìn nhận về cách giáo dục con cái và bài học làm phụ huynh được thể hiện trong Kung Fu Panda. Có một thực tế là ngay cả khi đã trở thành những người trưởng thành thì chúng ta vẫn có rất nhiều điều có thể học từ những đứa trẻ, phải không nào? Và đừng quên cho chúng tớ biết những cảm nhận, những câu chuyện của các cậu về chủ đề này ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out.